Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời tiết sáng ngày 9 tháng 3 với những thông tin thời tiết cập nhật cho các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đêm qua khi mà khối khí lạnh vượt qua biên giới xuống tới miền Bắc của nước ta thì nó đã mang theo những cơn mưa nhỏ cho nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Người dân khu vực này đã bắt đầu cảm thấy rét trở lại với mức nhiệt giảm xuống chỉ còn là từ 15 cho tới 18 độ. Nhưng mà sang đến ngày hôm nay, những dòng gió đông bắc khô sẽ làm cho mưa tạnh dần. Dù vậy thì trời vẫn còn khá nhiều mây và cảm giác rét thì còn duy trì với nhiệt độ cao nhất đều ở mức là dưới ngưỡng 20 độ. Cùng chung xu thế với khu vực, thủ đô Hà Nội trong ngày Chủ nhật này sẽ có thời tiết tạnh giáo vào khoảng trưa chiều, tạo điều kiện cho các hoạt động giao thông cũng như là vui chơi giải trí cuối tuần. Nhưng mà trời thì vẫn còn nhiều mây và khá rét với mức nhiệt chỉ ở khoảng là 18 độ. Đến chiều tối thì những cơn mưa lại quay trở lại và nền nhiệt về đêm sẽ giảm xuống ở trong khoảng là 14 cho đến 15 độ, cảm giác rét tăng lên. Đối với khu vực Tây Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mà hoạt động của vùng thấp phía Tây cũng sẽ yếu hơn, thời tiết sẽ có những chuyển biến rõ rệt khi mà mây thì cũng sẽ nhiều lên, khu vực sẽ có mưa nhỏ và sương mù rải rác, nhất là ở các tỉnh thành ở sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn như là Lào Cai, Yên Bái. Nhiệt độ vì thế cũng giảm đi. Sau những ngày nắng nóng thì hôm nay, Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ giảm chỉ còn ở mức là 27 độ, thời tiết rất mát mẻ. Còn về đêm thì lại chuyển rét với nhiệt độ giảm sâu chỉ còn là từ 15 cho đến 16 độ. Độ ẩm tăng lên và nhiệt độ giảm xuống sẽ làm dịu đi cái nắng nóng mà suốt những ngày qua, người dân cũng như những cánh rừng ở đây đã phải chịu đựng. Rạng sáng nay, khi mà khối không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, nó đã gây ra trạng thái là nhiều mây và có mưa nhỏ, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn là từ 20 cho tới 23 độ. Được ngăn cách bởi đèo Hải Vân, các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận thì chưa chịu ảnh hưởng của khí lạnh nên là thời tiết tốt hơn hẳn, với bầu trời đầy nắng, không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần. Nằm ở rìa xa phía nam của khí lạnh, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì vẫn trong trạng thái là ổn định, ngày nắng và đêm thì không có mưa. Khu vực Tây Nguyên thì có nhiệt độ dao động ở trong khoảng là từ 17 cho tới 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn với nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ 21 cho tới 24 độ. Xin được đến với những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên là từ đêm nay, tại khu vực Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc là cấp 6 biển động, với những con sóng cao từ 1,5 cho tới 2,5 mét, khá nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực này. Còn tại khu vực giữa và nam của Biển Đông thì vẫn duy trì đới gió Đông Bắc với cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5 và phổ biến có mây thay đổi và thời tiết tốt với tầm nhìn xa trên 10 km nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra được bình thường. Như vậy là ngày hôm nay miền Bắc sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh, trời sẽ tạm thời tạnh giáo vào trưa chiều nhưng mà lại chuyển mưa vào buổi tối. Khép lại bản tin sẽ là chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.